OK, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta quay trở lại với uh, kênh YouTube của em, tối rồi mới invest trong uh, phiên dịch ngày thứ năm, ngày uh, 15 tháng 6, các anh chị ha. Uh, hôm nay thì cũng là một cái phiên uh, đáo hạn phái sinh. Uh, thì tuấn cũng có vài cái nhận xét cho cái uh, phiên ngày hôm nay là gì? ạ? À? Thì thứ nhất là cái bản chất của những cái phiên đáo hạn thì các anh chị chúng ta cũng đã biết rồi là đạo lập họ sẽ giữ chỉ số của thị trường ở những cái mức cao và họ sẽ tranh thủ họ như nào à, à họ đóng những cái lệnh họ đã lon từ uh, cái tháng trước, các anh chị ha. Đấy thì hôm nay thì cái chủ yếu cái vận động cung cầu của thị trường ấy nó cũng diễn ra là tương đối là bình thường mà chủ yếu là cái chỉ số của thị trường ấy nó bị tác động bởi những cái mã cổ phiếu trụ là chính. Đấy thì hôm nay có những cái sự tác động nào thì các anh chị chúng ta cùng nhìn qua là chủ yếu là những cái thằng như Sabeco này, Vinamilk này, Masan, Vinhome này. Rồi là trong đó có Gas và Vietcombank cũng uh, lần lượt là là, là 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 neo giữ lại cho thị trường chúng ta không bị như nào à. à giảm sâu các anh chị ha. Đấy. Rồi thì uh, mặt mặc kệ cho thị trường ở thời điểm hiện tại nó đang diễn ra như thế nào đi các anh chị chúng ta đừng có quan tâm quá là nhiều hay là chúng ta uh, nghĩ ngợi sâu xa và chúng ta tỏ ra một cách nó thái quá với thị trường từ những cái thời điểm mà tuấn bảo với các anh chị nhà đầu tư rằng á, thị trường nó vận động như thế nào thì cứ mặc kệ nó đi đúng không chủ yếu là các anh chị chúng ta nhìn nhận được cái sóng dầu này cái dòng tiền của cổ phiếu này và cái cung cầu của cổ phiếu nó diễn ra như thế nào này là các anh chị chúng ta sẽ rất là dễ dàng chúng ta như nào ạ à? À, chúng ta sẽ nắm giữ mua và nắm giữ qua những cái giai đoạn và khi mà tới những cái giai đoạn mà um, cổ phiếu nó hết cái khả năng mà nó chạy rồi thì chúng ta mới hẳn chốt lại đấy thì đó chính là những cái uh, mục tiêu mà, mà 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 Tuấn đã thay đổi và cũng như là cái phương pháp và cái mục tiêu mình đã thay đổi trong cái năm nay đúng không ạ và Tuấn cũng đã nói với các anh chị ta ở những cái giai đoạn mà À, bước vào một cái chân sóng của những cái dòng siêu cổ phiếu đó chính là nhóm dòng à, chứng khoán này. Rồi sau đó là chúng ta đổi sang chúng, tuấn cũng đổi sang hoặc là chúng ta tuấn à, khuyến nghị các anh chị chúng ta mua thêm vào à, những cái mã cổ phiếu dòng như nào ạ? À? à nhóm dòng dầu khí các anh chị ha. Đấy, thì hôm nay là cái điểm nổi bật nhất trên thị trường thì chắc chắn các anh chị chúng ta sẽ thấy rồi. Chỉ có thể là dòng dầu khí thôi mọi người ha thì bữa giờ là mình cũng uh, uh, như nào ạ à? mình cũng im hơi lặng tiếng với cái dòng dầu khí này tương đối là nhiều tương đối là lâu rồi ấy uh, thì không biết là các anh chị chúng ta có nhớ về cái video mà tuấn có lấy một cái ví dụ về cái việc là a à, cái hôm mà BSR nó tăng lên như thế này này ấy cái hôm mà BSR nó tăng lên như thế này này thì tuấn có lấy một cái ví dụ tuấn nói cho các anh chị chúng ta về cái việc là giờ những cái sai lầm khi mà như nào ạ à? à cổ phiếu, những cái cổ phiếu yếu nó bắt đầu nó bùng nổ nó đi lên. Thì có phải là lúc đó tôi nói với mọi người là có một cái anh trong room cộng đồng là hả, ảnh anh ảnh ảnh cảm thấy rất là ok khi mà ảnh chốt lại cái hôm BR nó bùng nổ là ngày mấy nha. À ngày 29 à, ngày 26 tháng 5 các anh chị ha. À, ngày 26 tháng 5. Thì các anh chị chúng ta sẽ thấy đây, ảnh bảo là ờ ừ, ảnh rất là, là 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 mừng và happy khi mà ảnh mua được cái cái vùng giá là 16 7, 16 8 của BSR đúng không ạ? Rồi trong khi đó thì ảnh vừa mới chốt lại được uh, ngày ngày uh, ngày 26 tháng 5 rồi trước đó của BVS là tại vùng giá là 30 30.6 gì đó. Đấy, thì ảnh mừng lắm, à, ảnh rất là mừng các anh chị ha, rất là mừng và ảnh <laughs> rất là khoái chí khi mà ảnh mua được BSR nhưng mà các anh chị chúng ta thấy là đó có phải là một cái tính đến thời điểm hiện tại đó có phải là một cái sai lầm mà mà khá là nhiều anh chị nhà đầu tư vấp phải không ạ à? và cũng như là đó cũng chính là một cái chiêu trò mà à, đổi lái của à, nhóm dòng dầu khí họ muốn đánh vào cái tâm lý tham lam của các anh chị chúng ta đấy. À, thì nhìn chung này các anh chị chúng ta chỉ cần đếm sơ sơ thôi nếu mà các anh chị chúng ta vẫn giữ cho tới bây giờ và cái điểm mua của rồi là cái phiên bùng nổ này đi chẳng hạn đó thì các anh chị chúng ta lãi được bao nhiêu à? À có 4% thôi, đúng không? Chỉ có 4% thôi các anh chị Chưa tới 4% nữa Nhưng mà cho luôn là cái lúc cao nhất cho các anh chị chúng ta được á, Là chúng ta cũng chỉ được có khoảng tầm là 6% thôi Đấy, chúng ta chỉ được có 6% thôi Nhưng mà chỉ tính riêng trong phiên ngày hôm nay BVS bùng nổ lên nó đã đạt được bao nhiêu phần trăm các anh chị? À, 8% các anh chị ha 8% đấy các anh chị À, các anh chị chúng ta thấy đúng không ạ? 8% đó, cho nên gì? Chỉ tính riêng một cái phiên ngày hôm nay Nó đã đạt được 8% thế thì cái cái việc mà các anh chị chúng ta bán ra ở những cái vùng giá này cho là các anh chị chúng ta bán ra ở 30.6 đi thì những cái ngày phiên sau các anh chị chúng ta tăng lên các anh chị chúng ta có, có dám mua không à? tất nhiên là không rồi nhưng mà một khi mà nó lại giảm xuống ngược trở lại về lại những cái vùng giá mà các anh chị chúng ta mới vừa bán ra đấy các anh chị chúng ta đặt lại thêm một câu hỏi lúc đó của các anh chị chúng ta rằng là như nào à? à chúng ta có dám mua tiếp hoặc là mua lại với cái mức giá mình đã bán ra trước đó hay là không đúng không à, à lúc đó là chắc em chắc chắn với các anh chị chúng ta chúng ta đã gặp những cái trường hợp này hoặc là những cái tâm lý như thế này rất là nhiều trong những cái giai đoạn mà uptrend của thị trường hoặc là uptrend của cổ phiếu đúng không ạ? Đấy, chẳng lẽ mà mình mới vừa mới bán ra cái giá 30.5 này nó quay về giá 30.5, 30.3 như thế này nó chưa có gì hết không lẽ thì những cái lại mình mua vào và cái tâm lý lúc đó của các anh chị chúng ta lại như nào ạ? À? à? lại mong muốn cho cái cổ phiếu đó lại tiếp tục nó điều chỉnh hơn nữa thì may ra mới mua và đó là cái sự trả giá À, tôi không phải nói là cái sự trải giá nó, 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 nó hơi bị ngu ngốc các anh chị ha à, Có phải không ạ à? Một mã cổ phiếu, một siêu cổ phiếu thì nó không bao giờ nó chỉnh mạnh đâu các anh chị Một siêu cổ phiếu nó không bao giờ nó chỉnh mạnh Mà các anh chị chúng ta bán ra rồi là chỉ có mất hàng thôi Đấy nha các anh chị nha Chúng ta bán ra rồi chúng ta chỉ có mất hàng thôi các anh chị Đó là cái lý do vì sao mà một khi mà nhóm cổ phiếu mà nó đã có sóng dòng rồi Thì các anh chị chúng ta cố gắng ở những cái giai đoạn đầu mặc cho là sau khi một cái chạm một cái đoạn ngắn đây thì cổ phiếu nó bước vào một cái giai đoạn nó rung lắc thì đó là một cái điều hết sức là bình thường thôi ấy và cổ phiếu nó sẽ tiếp tục nó chạy lên và tiếp tục nó chạy lên các anh chị thì cái 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 mà mà nói về cái cái vụ mà bán uh, bán uh, thay bán đổi hàng đó, đó thì hình như cái video này tuấn có nói này đó ha tuấn có nói trong cái video ngày uh, 29 tháng 5 thì các anh chị chúng ta hay là xem lại thì đấy bằng chứng thì bây giờ cái cái câu trả lời thì chúng ta cũng đã có rồi, đúng không ạ? Cái câu trả lời chúng ta cũng đã có rồi. BVS mới là cái cổ phiếu như nào ạ? À? à là leader. Các anh chị ha, BVS mới là cái cổ phiếu leader các anh chị. Đấy và vừa rồi thì Tuấn cũng có cho các anh chị nhà đầu tư những cái điểm mà bắt lại đối với lại là 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 là, là của BV, của các cái mã cổ phiếu nhóm dòng dầu khí này. Chẳng hạn như cái điểm dự kiến Tuấn bảo chỉnh này là 23 này thì BVS cũng về lại khoảng tầm vùng 30 này. BBC thì không tới khoảng tầm 17 đâu Nhưng mà chỉ tới có 17, 2, 17, thôi Đấy, BHR thì nó về lại đúng 16, 8 luôn Các anh chị có thấy không ạ à? thì cũng về lại quanh cái ngưỡng 16, 8 này Đấy, à, đó Thì các anh chị có thấy là chúng ta cũng có thể là canh chúng ta mua lại được Đúng không ạ Đấy, có BVB là Tuấn mua vui vẻ thôi Mà hôm nay nó tăng trần 10% luôn Cái là các anh chị có thấy là cái cái mức độ của Benny là nó vẫn hấp dẫn Cực kỳ hấp dẫn như thế nào rồi Đúng không ạ? Đây, các anh chị có thấy không ạ? Đây này, các anh chị chúng ta đánh mua BVB này, mua vui vẻ 5 10 000 thôi, mua 50 10 000 BVB thôi. Đấy, những cái con cổ phiếu Benny như thế này. Các anh chị có thấy không? Mua trong phiên này này, Tuấn cam đoan và Tuấn cá chắc với các anh chị nhà đầu tư rằng là không ai mà dám mua trong cái phiên này như Tuấn khuyến nghị với lại là các anh chị nhà đầu tư trong room khách hàng của mình đó đó. Bởi vì sao ạ? À? Thứ nhất á, là những anh chị nào mà họ gặp broker mà họ khuyên các anh chị chúng ta bán trong cái phiên ph 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 ngày 12 tháng 6 thế này, này là thứ nhất là do họ không có hàng, à, thứ nhất là họ không có hàng và họ tư vấn cho các anh chị chúng ta trên cái nền tảng là phân tích kỹ thuật nó đơn thuần và chúng ta uh, họ không có nhìn nhận cái cung cầu của cổ phiếu nó đang diễn biến như thế nào và họ chỉ phân tích một cách nó 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 gọi là uh, máy móc đó. Ha, chúng ta gọi là máy móc. À, thế thì các anh chị chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta mua được một cái điểm nó cực kỳ là đẹp uhm, trong một cái nhịp ngắn hạn uh, như trong cái phiên ngày 12 tháng 6 trong phiên ngày 12 tháng 6 là hầu hết là Tuấn bảo với các anh chị nhà đầu tư trong room khách hàng là mua vào chứ không phải là bán ra các anh chị đó, các anh chị mà thấy không ạ đó là cái sự khác biệt của một cái người tư vấn mà họ đang nắm giữ cổ phiếu cùng với lại là các anh chị nhà đầu tư trong room khách hàng nó khác hoàn toàn so với lại là những cái người tư vấn mà không có khuyến nghị cái dòng cổ phiếu đó không nắm giữ cái 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 cổ phiếu đó cho nên là cái việc mà họ phân tích và họ đưa ra cái sự tư vấn nó chắc chắn là cái phần sai nó sẽ nhiều hơn cái phần đúng rồi. Đấy, ở đây là chắc chắn là nó vẫn sẽ có những cái xác suất đúng sai, nhưng mà trong cái trường hợp này là cái xác suất sai nó sẽ nhiều hơn cái xác suất đúng là, là 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 đương nhiên rồi các anh chị chúng ta thấy không ạ? đấy, rồi hôm đó là cũng có anh chị chúng ta bảo em là à thôi dòng dầu khí nó đạt đỉnh rồi, à thôi dòng dầu khí nó nó yếu đi nhiều quá rồi thì thôi bán đi bán đi và bán đi đúng không ạ? nhưng mà đâu ai ngờ đó lại là, là những cái điểm mua mà nó trong ngắn hạn nó là là một cái điểm mua nó hợp lý mà trước đó các anh chị chúng ta không dám mua đúng không ạ? đấy cái đó là cái gì nào ạ? cái rất là hay của cái việc là chúng ta à, theo dõi cổ phiếu giống như chúng ta nuôi con vậy đúng không ạ? chúng ta nuôi một đứa bé hoặc là nuôi một con con thú cưng cũng vậy thì khi mà chúng ta quan sát nó mỗi ngày khi mà chúng ta theo dõi nó mỗi ngày chúng ta biết được những cái sự vận động biết được cái sự sức khỏe của của đứa con của mình nuôi thì các anh chị chúng ta sẽ thấy như thế nào à? à chúng ta sẽ hiểu khá là rõ về cái 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 gì à? Cái uh, sức khỏe của tụi nó đúng không? Không thể nào mà uh, các anh chị chúng ta thấy là không thể nào mà không nuôi nó, không theo dõi nó mà mới nhìn qua mắt hình dông uh, thấy nó đang uh, hơi mệt mệt, nó đang ngủ trưa tí thì lại bảo nó đang bị bệnh, nó đang yếu đi và nó sắp chết, đúng không ạ? À? Đấy, nó đơn giản là như vậy thôi. tuấn lấy một cái ví dụ đơn giản là như vậy thôi. Thế thì các anh chị chúng ta khi mà 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 À, nghe những cái người mà họ không nắm giữ những cái mã cổ phiếu mà mà các anh chị chúng ta à, đã theo dõi từ rất là lâu rồi đấy thì các anh chị chúng ta tốt hơn hết là chúng ta phải nghe thêm những cái ý kiến khác hoặc là chúng ta sẽ cần phải có như nào à à cần có cái thời gian kiên nhẫn nhiều hơn để mà chúng ta quan sát đúng không ạ à? không lẽ tự nhiên cái người ta mới nhìn vào có một phiên người ta lại bảo cái cổ phiếu đó là nó là xấu rồi nó là yếu rồi thì thôi bán đi và trong khi là mình đã nắm giữ và mình đã mua nó từ những cái vùng chân sóng của của, của, của cổ phiếu như thế này mà nó lại bảo rằng là à lên đây cổ phiếu nó yếu rồi thì điều đó là đâu có phải thôi các anh chị đúng không ạ không có phải đấy ở đây là tuấn không có phải là tuấn chê bai hay là tuấn à, ừ, tuấn 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 à, à, tự phô trương về cái khả năng của mình à, nhưng mà cái nào đúng thì mình à, 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 cái phần nào nó đúng nhiều hơn thì chúng ta nên như nào à xem xét và chúng ta nghe theo còn cái sự mà à, phán đoán mà nó, nó mang cái phần nhiều hơn về cái việc là cảm tính đấy à, về cái việc là cảm tính ấy thì các anh chị chúng ta không nên nghe mà chúng ta cần phải có thêm nhiều cái nguồn tham khảo hơn nữa về cái 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 cái, uh, cái 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 sự tư vấn đó thì đó là cái cái sự đơn giản mà cũng như là cái cái quyền lợi của các anh chị chúng ta mà ha à, đấy rồi, thì hôm nay thì cho mình, uh, cho Tuấn cũng xin phép được uh, gáy nhẹ chút xíu về uh, dầu, dầu khí các anh chị ha. Đấy, thì từ những cái điểm mua là trong room khách hàng của Tuấn là từ những cái bi vé là Tuấn đã mua từ vùng giá 26, 262 đây thì hiện tại cũng đang lãi được 26% rồi, đúng không ạ? À? Vẫn cứ thế tiếp tục nắm giữ, thậm chí là có mua thêm ở những cái ngưỡng vùng 30 này. này. Trong cái phi ngày 12/6 tháng có đúng cái giá 30 cho các anh chị ta mua luôn là các anh chị ta hiểu là Tuấn đã tham minh hoặc là Tuấn đã căn chỉnh rất là là kỹ về cái điểm mà mốc mà nó có thể điều chỉnh sau cái phiên ngày ngày 8 tháng 6 rồi là các anh chị ta biết là mình là mình, mình 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 mình, đã theo dõi và mình quan sát nó một cái khoảng thời gian rất là lâu như vậy rồi thì mình sẽ phải hiểu được là nó sẽ giảm về đâu đi tới đâu và nó có thể bật lại là chỗ nào đấy là các anh chị ta thấy rồi ha rồi BVD cũng tương tự vậy tại sao là 23 mà không phải là là 22.5 hay là 22.7 mà chắc chắn là là 23 ấy và hoặc là sấp xỉ quanh 23 các anh chị ta thấy không ạ à? à, chúng ta sẽ phải như thế nào hiểu được phải hiểu được thì mới đánh giá được và 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 nó có một cái gọi là cái cảm nhận cái thấu cảm các anh chị ha. chúng ta gọi là cái thấu cảm và chúng ta phải uh, giống như là mình uh, đang uh, đứng trên cái đôi vai của người khổng lồ vậy đó à, cho nên là mình sẽ hiểu được nha. rồi thì chắc chắn là sau những cái điểm ngày hôm nay bứt phá lên ngày hôm nay nữa thì cái điểm mua của nhóm dòng dầu khí nó nó đã chính thức nó khép lại rồi các anh chị nó đã chính thức cái nó đã khép lại rồi các anh chị ha đấy ờ, thì sau những cái nhịp này thì hoàn toàn những cái mã cổ phiếu như là BVC uh, BVD và đặc biệt nhất là BVS là cổ phiếu list đời. nó sẽ bước vào một cái nhịp chạy đứt rút giống như hoặc là giống như những cái mã cổ phiếu nhóm dòng chứng khoán trong cái giai đoạn vừa qua ví dụ chẳng hạn như FTS đi ở đây này ai nản nản bán ra xong nó chạy lên thêm một đoạn nữa nó chạy lên thêm một đoạn nữa nó gặp lại những cái vùng đỉnh thì khi đó bắt đầu nó mới có những cái sự là như nào à à tái tích lũy trở lại hoặc là nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh hoặc là rung lắc tiếp theo đó nó là cái 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 việc mà hết sức là bình thường các anh chị ha rồi ví dụ chẳng hạn như ở đây tuấn cũng đo thử ví dụ như là thằng à, ở đây đó, các anh chị chúng ta thấy là vì sao mà khi mà FTS nó lên khoảng tầm 30.7 thì nó lại bị điều chỉnh ngược trở lại không ạ? À? đó nó rất, là, 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 là là theo một cái gọi là cái này là nó, nó đánh theo phân tích kỹ thuật rất là hay các anh chị ta thấy cái điểm fibo mà nó ứng với lại cái mốc 30.7 chấm bảy tại sao là tốn vẽ và nó đi y chang như vậy thì câu trả lời thì chỉ có mấy anh lái mới trả lời được cho các anh chị chúng ta thôi ấy thì cái việc mà hoàn toàn những cái cổ phiếu như fts nó có thể nó chỉnh sâu trong cái đợt này hoặc là trong cái đợt tới nó về lại 27 chấm mấy thì lúc đó cũng có thể là lại là một cái điểm mua mới khi mà cổ phiếu nó kiệt cung đi chẳng hạn À các anh chị chúng ta thấy ha. Thì trong một cái quá trình mà chúng ta đã mua được từ những cái vùng nền dưới đây rồi này. Đó, thì cổ phiếu nó đi lên cũng được một đoạn rất là tốt, một đoạn rất là xa từ những cái vùng nền rồi. Thì chắc chắn là những cái điểm mua trên đây nó là không an toàn. Cái cái gì cái mối đe dọa tiếp theo sẽ là những cái anh chị nào mà đã mua những cái vị thế ở những cái phiên ở đây là cái đây cái việc là đánh break khỏi cái cái uh, vùng uh, nền uh, ngắn hạn ở đây này. Nha các anh chị chúng ta lưu ý ha. Ở đây có một cái nền nhỏ ngắn hạn ở đây, đúng không ạ? À? Đó, thì khi mà mua vào những cái điểm như thế này thì cái việc mà các anh chị chúng ta vừa à, chúng ta mua ở đây á, thì chắc chắn là những cái đợt chỉnh sắp tới nó sẽ đe dọa cái những cái khoản lãi của các anh chị chúng ta. Đấy, còn anh chị nào mà ở đu đu ở trên đây này thì chắc chắn là nó sẽ có thể là nó sẽ rũ bỏ một đoạn rồi sau đó như nào nó mới đi lên tiếp. Tức có nghĩa là sao? hồi nãy tôi có vẽ cho các anh chị nó có thể nó rũ bỏ về đây rồi sau đó nó lên đây nó té lại rồi nó đi lên. Đấy, nó giống giống cái kiểu này các anh chị, lên này, rũ bỏ này, rũ bỏ ngược trở lại này, lên này, rũ bỏ ngược trở lại này lên test này, chủ bỏ nhẹ lại này, rồi sau đó nó vượt đỉnh. Và cái target mốc cuối cùng cho những anh chị nào mà có những cái sự kiên nhẫn và kiên trì và 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 và, và được thị trường chung nó ủng hộ ấy thì chắc chắn cái target này tôi nghĩ nó sẽ về lại được quanh cái cái cái, cái thời điểm là vùng mốc 1.300 của thị trường chúng ta. Đấy là 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 quanh cái giá uh, hồi tháng 8 uh, tháng 8 tháng 9 năm 2022. Đấy, các anh chị ta thấy là 35 các anh chị nhé. ha À, ví dụ như vậy thì chẳng hạn như BVS nó cũng tương tự vậy thôi Thì sau một cái quá trình nó rung lắc ở đây này Cổ phiếu nó sẽ bước thoát nó đi lên Thì có trường hợp là nó sẽ vượt luôn cả cái mốc uh, 34 này 34.1 này Đấy, Nó có thể nó vượt lên trên cái mốc này luôn Rồi sau đó nó mới chỉnh các anh chị Nếu mà theo cái tính cách này của nó trong cái đoạn vừa rồi Các anh chị có thấy là nó sẽ rướng nó vượt qua được cái mốc uh, 0.68 Xong rồi sau đó nó mới chỉnh à, sau, đó sau đó nó mới chỉnh thì nó chỉnh xong như vậy rồi nó mới như nào à đi lên tiếp thì có thể là đợt này nó sẽ vượt lên khoảng tầm là vùng 35 hoặc là 35 x gì đó. ấy rồi sau đó mới chỉnh lại ngược về lại vùng 34 hoặc là vùng à, 33.8 rồi sau đó nó tiếp tục nó lại đi lên. Đấy, nó thường đánh theo cái kiểu là đánh lên chập xuống rồi lại đánh lên. Đấy, rồi tương tự như BVD cũng vậy. Đấy, BVD cũng vượt qua được cái mốc 0.618 xong rồi như nào à? à lại bật hồi trở lại. Đúng không? Là chạm về lại đây thì nó bật hồi trở lại thì cái đợt này nó cũng sẽ tương tự là nó có khả năng à nó đánh lên khoảng tầm cái mốc 26.3 hoặc là 27 gì đó rồi sau đó nó sẽ chỉ chỉnh lại có thể thủng về lại khoảng tầm 25 chấm mấy rồi bắt đầu nó đi lên tiếp đấy thì cái đợt trước á những cái đợt trước là thằng BVD nó đánh rất là khác ấy mà không ngờ là đợt này là thằng BVS mới là cái thằng mà được hưởng lợi nhiều nhất từ những cái dự án lô bê Ô môn các anh chị ha à, thì đúng thiệt là là, là, là BVD mới là cái cổ phiếu leader các anh chị rồi ngoài ra BVB ở đây là mình mua ở đây thôi mà một phiên như này là các anh chị đã thấy là tốn cũng đã lãi được khoảng tầm là 9% phần uh, trăm hơn 9% phần đối với lại là BVB rồi các anh chị đã thấy không ạ ấy không ai mà có thể là mua được cái mốc giá mà gần như là thấp nhất trong cái phiên điều chỉnh của ngày 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 12 tháng 6 như tuấn hết trơn á và nắm giữ tới bây giờ hoặc là cũng đã có một số anh chị chúng ta lướt ở ngay cái chỗ vùng 20.7 20.8 này đó đó các anh chị chúng ta thấy không ạ À, cực kỳ là hay những cái mã cổ phiếu đầu cơ nó cực kỳ là hay chúng ta chỉ đánh vui vẻ thôi chứ chúng ta không đánh nhiều hay trước đó tuấn cũng đã có những cái khuyến nghị cho các anh chị ta biết là ở cái vùng giá 6 này, thì khi mà lên 11 thôi các anh chị ta thấy là lãi được năm giá đúng không ạ à? mua hai ví dụ như tuấn bảo là mua 20 000 ngàn ở vùng giá 6 này thôi hoặc là 6.1 thôi lên được khoảng tầm 11 các anh chị ta ăn được năm giá đi chẳng hạn 5 nhân hai là cả trăm triệu chúng ta bỏ 120 triệu mà chúng ta ăn được 100 triệu các anh chị ta thấy sao ạ à? rất là ngon đúng không ấy rồi à, rồi những cái mã cổ phiếu yếu như BR thì nó sẽ chạy sau thôi hôm nay là cái dòng tiền vào khoảng tầm à, cuối cuối giờ gần cuối giờ thì nó đẩy vào ấy nhưng mà thực sự là là, là là nó cũng sẽ tới cái thời điểm là nó chạy thôi mọi người nha nó cũng sẽ tới cái thời điểm là nó chạy thôi không sớm thì muộn nhưng mà nó sẽ chạy sau thì hy vọng các anh chị chúng ta cứ hy vọng là nó sẽ chạy sau nhưng, nhưng mã cổ phiếu ví dụ như là thằng vnd cũng chạy sau nhưng mà nó tăng lên cũng rất là mạnh này rồi hay như SHS cũng tương tự như vậy, đó nó cũng chạy sau nhưng mà sao ạ, à? mãi tới tận là đầu tháng năm rồi nó bắt đầu nó mới chạy tiếp thêm một cái nhịp nữa tới tận bây giờ là cũng rất là khác các anh chị có thấy không ạ, à? cũng hai mấy ba chục ba mấy phần trăm. Đó, thì các anh chị chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là những cái mà cổ phiếu như BR với OI nó cũng tương tự như vậy. Nó tụi nó sẽ ăn theo ở cái đoạn sau các anh chị ha. Đấy, có BLC hôm nay là thật sự đánh cũng rất là khác này, không biết là ông nào có làm trò không. u bán cũng cũng đúng ha. Đấy, nhưng mà nó kéo nó khét xuống về đây xong rồi nó lại kéo giật ngược lên như thế này là các anh chị mới thấy bán hớ một cái thôi là xong rồi đúng không ạ đấy bán hớ rất là nhiều à thì thôi nó đang bắt đầu nó tạo cái nền trên đây này thì các anh chị ta tránh khi mà nó về lại xuống với cái vùng này nó test lại cái đỉnh ở đây thế thôi đơn giản như vậy nha rồi à, thì đó về dòng nhóm dòng dầu khí thì tuấn vẫn sẽ tiếp tục tuấn nắm giữ ha, các anh chị hai tuấn chưa có bán cổ nào hết trơn á tuấn hôm nay là thôi mình mình không dám khoe mất công khoe nhiều quá cổ phiếu nó lại lục ha đấy thì trên đời này có hai thứ là mình không nên bỏ lỡ một là chuyến tàu cuối cùng về nhà hai là cổ phiếu dòng dầu khí các anh chị nha, chúng ta nên nhớ là như vậy <laughs> đấy rồi à, tiếp theo đi mình nói về dòng chứng khoán thì dòng chứng khoán bắt đầu cũng có những cái sự phân hóa rồi đúng không ạ? Những cái sự phân hóa. Đấy, thì cái dòng dầu khí này nó cũng phân hóa mọi người ha. Thì uh, có những mạng cổ phiếu khỏe mà Tuấn có đã chia sẻ với các anh chị chúng ta. Ví dụ chẳng hạn như SSI này, hay VCI này, hay như SHS này và VLD này. Thì tụi nó vẫn sẽ cố gắng nó giữ trend và nó sẽ không có điều chỉnh quá là nhiều. Trong khi mà thị trường ta có những cái đợt rung lắc hoặc là À, dòng tiền của tôi nó, nó chạy vào sau ấy cho nên là cái việc mà biên độ nó đánh nó chưa có đủ nhịp thì nó vẫn sẽ cố gắng nó chạy cho đủ nhịp trước khi mà nó sẽ có những cái nhịp mà nó điều chỉnh hoặc là nó tích lũy cho lại sau anh chị ha còn những thằng như mà đầu cơ lớn ví dụ chẳng hạn như là à, thằng hát bé hôm nay là sau khi mà những cái nhịp tăng trần rất là mạnh mẽ như vậy rồi thì bắt đầu nó đã có những cái Phiên Binance climax ở đây rồi, nó không xuất hiện, nó thể nó không xuất hiện những cái uh, phiên mà BSY nữa. Đó, mà nó xuất hiện luôn Binance max ở đây thì nó sẽ rơi thẳng xuống hoặc là nó sẽ có những cái nhịp như thế này. chẳng hạn như nó rơi khoảng tầm nó lấp lại cái gap này chẳng hạn rồi sau đó nó mới như nào ạ? Nó mới phục hồi. Thì anh chị nào mà ngày mai mà thử bắt đáy cổ phiếu HBS này có chắc chắn là tôi nghĩ là sẽ có ăn hoặc là nó chỉ lấp lại cái gap này thôi này. Ê, một là cái gap này ha các anh chị ha. Hai là cái gap này thôi, cùng lắm nó về giá chính là nó sẽ bật. À, có thể là như vậy à, có thể là về lớp giá chính hoặc là nó về lại lớp lại khoảng tầm là 8.2 8.3 thì nó sẽ bật ngược trở lại các anh chị nha rồi như ABS ở đây thì Tuấn cũng thấy được rằng là nó có thể là sẽ phải chỉnh thêm nữa bởi vì những cái sự đeo bám như thế này và cũng như là nếu như mà nó giữ được cái nền trên đây nha ở đây nó có một cái hỗ trợ ngắn ở đây nó có một cái hỗ trợ ngắn là vùng giá 14 này đấy à, cũng là một cái phiên mà 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 nó bùng nổ lên bởi cái 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 volume của cái cây này đó thì có thể nó sẽ giữ được ở trên đây chứ nó không có về lại sâu xuống khoảng tầm vùng 13.2 các anh chị ha nó sẽ không có về lại sâu dưới vùng 13.2 thì nó chỉnh trong quanh đây thôi Đấy, nhưng mà cái khối lượng của nó khúc phía sau này này các anh chị ta muốn tham gia lại nó sẽ phải cần kiệt vô nha khối lượng của nó sẽ phải cần kiệt vô đi đó nó kiệt volume xuống thì lúc đó các anh chị ta mới chơi được giống như nó đi ngang xuống như thế này và nó kiệt volume này thì lúc đó chúng ta mới chơi được hoặc là cái volume nó nó ở cái mức độ là nó dưới cái đường uh, trung bình của 20 phiên à, dưới trung bình của 20 phiên thì các anh chị chúng ta sẽ tham gia vào nó ok hơn các anh chị nhé được chưa đấy, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta tham gia lơ lửng ở những cái vùng trên này với cái thanh khoản nó vẫn còn đang tương đối là cao như vậy được đó BSI cũng tương tự như vậy nha đấy rồi thì nhìn chung là cái sấm của chứng khoán nó cũng đã kéo dài đâu đó là từ khoảng tầm tháng 3 cho tới tháng 6 tới nay à, cũng đã là tầm là 3 tháng như Tuấn có chia sẻ với các anh chị chúng ta ở những cái chặt tuần đầu tiên là, là 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 ở cái thời điểm là chặt tuần của của gì à? à của cái cái tuần đầu Tuấn mút á Đấy, theo cái những cái đường ma 10, ma 20 và ma 5 Tuấn có nói và chia sẻ với các anh chị chúng ta Đấy, thì các anh chị chúng ta sẽ thấy được rằng là À, tới thời điểm hiện tại thì nó sẽ bắt đầu nó nó sẽ có những cái đợt mà nó vi phạm à, nó sẽ có những cái đợt nó vi phạm những cái đường MA5 năm là những cái đường MA ngắn trước này rồi bắt đầu nó cắt xuống đường MA10 tuần này thì khi đó là hoàn toàn sẽ có xảy ra một cái nhịp chỉnh là hoàn toàn là bình thường ha nên là các anh chị chúng ta lưu ý ví dụ như chẳng hạn như không may thì chừng chung nó có chỉnh đi thì hoàn toàn ví dụ như là tính từ đỉnh của FTS nó có thể nó hoàn toàn nó có thể nó chỉnh sâu xuống về lại khoảng tầm là 24 thì các anh chị chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là à, chúng ta bị mất lãi khá khá đấy đúng không ạ đây ví dụ chẳng hạn như từ mua từ vùng nền giá 18 đi hiện tại là đang lãi khoảng tầm là uh, 60% đi chẳng hạn đúng không ạ đang lãi tầm 60% đi chẳng hạn nhưng mà đùng phát thị trường nó điều chỉnh chúng ta lại chỉ còn có 40% thôi các anh chị chúng ta mất 20% như vậy thì các anh chị chúng ta cũng phải rén chứ đúng không mặc dù là cái cái gì ạ à? cái cái vị thế của chúng ta rất là tốt nhưng mà chúng ta nhìn chúng ta mất cái khoản lãi 20% mà chúng ta rất là chờ cũng tương đối là lâu để mà có thể đạt được một cái mốc như vậy thì các anh chị chúng ta cũng sẽ rất là nóng lòng chúng ta canh chúng ta chốt ra chúng ta bán hạ ra đấy, nhưng mà à, tùy thuộc vào nó và đã xác định được là đánh sóng rồi hoặc là đánh trend lớn rồi thì những cái đợt mà rung lắc như vậy hoặc là những cái đợt điều chỉnh lớn như vậy thì các anh chị chúng ta cần chuẩn bị trước cho mình một cái tinh thần à, tinh thần thép luôn ấy các anh chị ha đấy nên là Tuấn nói trước với các anh chị chúng ta như vậy nha. Đấy thì uh, từ những cái đợt đó thì Tuấn đã bảo các anh chị chúng ta nắm giữ là như nào ạ? À, à uh, ít nhất là khoảng tầm là 10 tuần và tối đa là 20 tuần đúng không ạ? À? Đấy thì các anh chị chúng ta cứ nắm giữ đi. Thì từ những cái điểm này này, đấy đã có đã có nó đã đi tầm uh, khoảng tầm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tuần rồi các anh chị ha. Nó đã đi đến được khoảng tầm là 13 tuần rồi thì tức có nghĩa là khoảng tầm còn 20 tuần à, còn 7 tuần nữa thì các anh chị chúng ta sẽ thấy là à, bắt đầu từ tuần sau nó sẽ có những cái đợt nó rung lắc nữa đấy nha nên là các anh chị chúng ta hãy chú ý về nhóm dòng chứng khoán giúp Tuấn đừng có nên mua những cái vị thế giá cao ở những cái vùng trên này lướt lát thì à, tùy thuộc vào cái trình độ của các anh chị ta, à, chúng ta chúng ta canh những cái nhịp mà nó có thể nó, nó điều chỉnh nó giảm thì chúng ta mua vào và những điểm phục hồi thì các anh chị chúng ta phải canh chúng ta lướt ra chứ chúng ta lướt nhanh là chúng ta ra ra vào nhanh chúng ta không phải ra nhanh chứ mà các anh chị chúng ta mua ở trên này mà các anh chị chúng ta đòi nó đòi nó tăng tiếp được hoặc là chúng ta nắm giữ lâu đó, là đó điều đó là cái điều hoàn toàn sai và nó cũng sẽ áp dụng cho những cái mã cổ phiếu ví dụ như là VND hay à SSI ở thời điểm hiện tại luôn các anh chị nha. Đấy nên là Tuấn cũng uh, cũng chia sẻ một 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 chút như vậy đối với lại là các anh chị nhà đầu tư đang nắm giữ nhóm dòng chứng khoán thì Tuấn cũng đã có những cái chia sẻ về cái nhóm dòng chứng khoán này rồi đấy thì các anh chị chúng ta uh, có thể xem qua cái video này giúp Tuấn nhé đấy rồi uh, hôm nay tiếp theo là có gì nữa nhà dòng thép đi hôm nay dòng thép thì lại có yếu tố là nó điều chỉnh đôi chút thì HBG nó vẫn giữ được giá và vẫn giữ được ở những cái giai đoạn này thì hiện tại thì HBG nó đang gặp lại những cái đường trendline thôi không không thành vấn đề rồi các anh chị thì Tuấn nghĩ là nó vẫn sẽ lên nó hấp thụ lại quanh cái ngưỡng vùng đỉnh vùng uh, 23 20 3.5 cho tới vùng 24 này ấy thì kiểu gì thì Tuấn thấy là nó cũng sẽ cố gắng nó 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 đánh vượt thôi chứ chứ không thể nào mà nó chỉ dừng lại ở đây bởi vì nó vừa bứt thoát được khỏi cái vùng kháng cự rất là dày ở thời điểm trước đó và cũng là cái vùng đỉnh ấy ở vùng 22.5 hoặc là 22.3 gì đó thì các anh chị chúng ta cũng đủ thấy được rằng là cái xung lực và cái gì nào ạ cái cái cái, cái uh, dòng tiền nó đang vào rất là mạnh mẽ đối với lại là, là cổ phiếu giống dòng dầu khí các anh chị ha Đấy, nên là chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta nắm giữ và chúng ta đợi thêm còn VGS này là cái cổ phiếu leader này nó bắt đầu đã có những cái sự rung lắc ở đây là các anh chị đã thấy rồi đúng không ạ? À? Nhưng mà sau khi mà nó vượt được những cái mốc này thì chắc chắn rằng là nó sẽ tiến lên được cái mốc à 21 22 các anh chị nha, 21.8 cho tới vùng 22. Đó là cái điều hiển nhiên mà nó sẽ đạt được rồi. Đấy nha, các anh chị chúng ta thể là chờ cái nhịp này hoàn toàn là có thể là đánh chờ sóng dòng như là dòng uh, thép cũng được. Đó, em cũng đã phân tích rất là kỹ cho các anh chị chúng ta rồi ha. Đây chúng ta cứ thế này, đây ví dụ như là tính theo chặt tuần thì đây mới chỉ là cái tuần thứ hai chúng ta tham gia thôi các anh chị đây mới là chỉ à, tuần thứ ba à, tuần thứ hai nắm giữ thôi Đó, các anh chị thấy à? tuần thứ hai nắm giữ này đấy thì chúng ta đã ừ, nó đã cắt lên trên đường ma 5 năm ma 10 và ma 20 rồi thì ma 20 nó vẫn chưa có hướng lên cho lắm mà nó vẫn còn đang sai quay đi ngang thì nó cần thiết thêm là nó sẽ phải như thế nào à? à cái đường ma 10 này nó cắt lên luôn cái cái ngưỡng đường ma 20 là cái đường màu xanh dương này thì khi đó các anh chị ta hoàn toàn có thể là À chúng ta nắm giữ tối thiểu là 10 ngày, à, 10 tuần và tối đa là 20 tuần các anh chị nha, đó là cái điều các anh chị chúng ta lưu ý. đấy rồi HSG thì hôm nay nó hơi yếu hơn chút xíu nhưng mà theo Tuấn thấy thì uh, vẫn sẽ là một cái điểm mà vẫn có khả năng để mà các anh chị ta mua các anh chị ha, vẫn sẽ là một cái điểm mà khả năng cao là nó vẫn cho các anh chị ta mua. đấy thì uh, tùy thuộc vào cái góc nhìn của các anh chị ta thôi nha, thì uh, theo tôi thấy thì sớm muộn gì cái dòng thép này nó cũng sẽ có một cái sóng dòng tại sau khi mà cái quá trình nó tích lũy cũng tương đối là lâu rồi nha rồi ok à, nhóm nào ở nhà hôm nay nhóm bán lẻ như cũng có sự điều chỉnh nhẹ trở lại rồi có FRT thì vẫn khỏe nhưng mà con DJ World thì lại bị bán hơi hơi xuôi chút xíu FRT thì vẫn giữ khỏe này nhưng mà DJ World thì lại bị bán ngược xuống lại chút xíu như thế này thì cho thấy là cái mức độ bị kẹp hàng ở vùng phía bên này của DG World nó à, nó nó nhiều hơn FRT và cái dòng tiền của FRT thì nó đánh nó nó thanh thoát hơn các anh chị mới thấy mà so sánh thì chúng ta sẽ thấy một cách nó đơn giản như vậy thôi mọi điều gờ cũng tương tự vậy nó yếu thôi các anh chị không phải là mạnh đâu đấy rồi con pet này thì cũng sẽ các anh chị ta nên cân nhắc chúng ta cũng chốt lại này đấy, nó mất cái cây này tức có nghĩa là cây này là cây fomo thôi chứ không phải là cây đẩy giá dòng tiền của của à, tù, à, của đội lái các anh chị nha Đấy, thì ở đây nó cũng đang tạo ra cái điểm là chúng ta gọi là điểm SOS này Đấy, Ví dụ như chúng ta lấy ra đây đi Nó sẽ quay và nó test lại quanh cái ngưỡng vùng 41 ở đây 40.8 đến 41 ở đây này Rồi sau đó nó sẽ bật à, Nhưng mà nhìn chung là Tuấn không đánh giá cao con mở lưu này Rồi nó cũng sẽ phục hồi thôi nhưng mà Tuấn không chọn nha. Rồi ngoài ra thì những cái sự cảnh báo của Tuấn về các cái nhóm cổ phiếu Ví dụ như là nhóm... Uh, À, xây dựng rồi đầu tư công các thứ đó, thì các anh chị chúng ta cũng cần lưu ý này những cái phi mà nó biến động lỏng như thế này này ha đấy và cái khối lượng nó cao thì các anh chị chúng ta sẽ cần cân nhắc với cái vấn đề là chúng ta mua mới chứ còn nắm giữ đó, thì tôi nghĩ là các anh chị ta vẫn có thể là nắm giữ được các anh chị nha vẫn có thể nắm giữ được nó chưa hẳn là nó xấu nhưng mà cái việc mà mua mới thì hoàn toàn là phải cân nhắc và rất là kỹ ở giai đoạn này đối với là những cái cổ phiếu uh, nhóm đầu tư công và như là xây dựng các anh chị nha là xây gờ cũng tương tự như vậy đó và yeah, VCG cũng vậy này, đấy cũng phải chờ thôi chứ đừng có nên mà 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 vội vàng mà chúng ta mua vào nha. <laughs> được chưa? Nha, yeah. rồi. Ngoài ra thì uh, bên vật liệu xây dựng thì có cái B này, đấy ví dụ như vậy, hôm nay có BLC thì nó hơi ảo do nó đánh lỏng lắm mọi người. Đó. Rồi uh, có con VCS này thì cũng rất là khác ha, đánh ủa uh, đánh hay quá bữa giờ cũng được, cũng không không biết mà đường mà để ý nó vgc đấy, ở khúc trên này thì thôi ưu tiên nắm giữ hơn là cái việc mua mới cả nhà nhé chúng ta sẽ không có dạy dục gì mà chúng ta đu đu ở trên này rồi chúng ta ăn một cái cú chỉnh là, 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 là tiêu đời luôn nha là tiêu đời thì cái rồi ok chắc uh, hôm nay mình cũng phân tích nhẹ nhàng Mà cũng không cần phải quá là 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 cầu kỳ về thị trường đâu các anh chị à, riêng thêm về bất động sản thì các anh chị ta cũng nên cẩn trọng thôi nó đánh nó rủ mạnh lắm nhé nó đánh nó sẽ rủ rất là mạnh ấy thì những cái tin tức tốt nhất thì nó cũng đã ra rồi và khúc này nó sẽ bị chủng về những cái thông tin nên là các anh chị chúng ta sẽ phải cần cân nhắc và chúng ta cần phải cẩn thận rất là nhiều nha yeah, nó sẽ bị chủng vào thông tin đấy nên là 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 đừng có nên mà FOMO hay là uh, hay 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 là uh, bật cái mốt mà liều lĩnh mà đu vào ở những cái nhịp như thế này ấy mặc dù là nó vẫn sẽ có những cái cổ phiếu nó có dòng tiền riêng nó đánh bật tăng lên tốt Ví dụ chẳng hạn như hôm bữa là có thấy có Nam Long là cũng ok Nhưng mà tổng quan về nhóm ngành này thì Tuấn thấy là no hope ha, No hope đấy, Đích cũng bán như thế này thì thôi chờ phải nói chung là chờ nó đang tạo ra cái nền mới thì chúng ta cũng phải chờ thôi các anh chị Đợt này là sale rồi nó yếu toàn tập luôn sell rồi nó yếu toàn tập Đấy Ai đu sale trên này thì chắc cũng mệt đấy Bữa Tuấn cũng có cho đu ở cái ngưỡng vùng giá 27 ở đây này Đấy cũng tính là nó bật tăng lên mà nó vượt 28 là đẹp đấy nhưng mà sao gãy là cái chắc rồi bởi vì sao à? dòng tiền mà nó vào như thế này nó đánh không quyết liệt lên thì đi ngang như thế này là cái nhịp cơ hội cho các anh chị chúng ta bán hồi vốn đó. đó thì thôi ha các anh chị chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phải đợi thêm ừ. rồi à, chúng ta sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay bằng cái việc là chúng ta phân tích thêm về thị trường chung thì thị trường chung của chúng ta nó vẫn còn đang có một cái gap ở đây nó chưa có lớp này các anh chị chúng ta lưu ý ở những cái gap ở đây chúng ta chưa có lớp này thì hoàn toàn trong cái khả năng ngắn hạn sắp tới cái việc mà thị trường ta có chăng là sẽ bị điều chỉnh bởi những cái mã cổ phiếu chủ ấy như là có thể là uh, nhóm uh, bất động sản cũng có thể giảm mạnh ấy thì nó có thể nó kéo theo thêm, thêm nhóm dòng chứng khoán đi chẳng hạn ấy thì nó có thể nó sẽ điều chỉnh về lại những cái mốc mà nó lấp lại cái gap ở vùng 1090 này. Còn cái gap ở cái vùng 1080 á thì Tuấn không đánh giá cao về cái việc là nó sẽ lấp đâu. À, mà nó sẽ rất là khó để nó lấp trong cái khoảng thời gian ngắn sắp tới mà về cái khoảng tầm 6 tháng tới thì nó có thể nó lấp thì Tuấn không biết nha, nhưng mà khả năng cao là nó hiện tại thì, thì Tuấn uh, uh, thấy rằng là 80% là nó sẽ khá là khó lấp ở uh, thời uh, trong cái khoảng tầm 1 tháng tới. Đó. Nha. Rồi, à, tiếp theo cuối cùng đi nha cuối cùng đi là có quên nãy chưa nói tới dòng ngân hàng. Thì hôm nay dòng ngân hàng cũng chỉnh nhẹ thôi. À, dòng ngân hàng cũng chỉnh nhẹ, có Vietcombank thì vẫn tiếp tục là nó là một cái cổ phiếu rất là khỏe, ha cũng diễn cái nhịp này này. Thì Theo Tuấn thấy là những cái nhịp thường mà những cái nhịp cuối mà à, dòng ngân hàng mà nó kéo, đặc biệt nhất là cái con Vietcombank mà nó kéo ấy, à, đặc biệt nhất là cái con Vietcombank mà nó kéo ấy là thị trường ta nó dễ nó dễ bung, nó dễ toan lắm các anh chị ấy nó mà bung mà lên là 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 khả năng cao là thị trường chúng ta toan giống như những cái nhịp này này, ấy nó lên một cái xong nó là, là 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 đi xuống xong thị trường nó cũng uh, cuốn gói nó đi theo luôn các anh chị ha, nó cũng cuốn gói nó đi theo luôn ở những cái nhịp chỉnh hồi tháng sáu vậy này, thì theo Tuấn Tham minh ấy thì có thể là um, đầu tháng 7 này sẽ là một cái nhịp chỉnh mạnh của thị trường chung mà cái nhịp đó thì cái góp phần lớn nhất sẽ là những cái cổ phiếu như Vietcombank này sau khi mà nó chạy thêm một cái đoạn nữa có thể nó đạt một cái mốc target lên được 110, 108 đến 110. Đấy, thì theo tôi cũng thấy là nó nó có khả năng là như vậy. Cho nên là trong nửa tháng 6 này các anh chị chúng ta càng phải đặc biệt cẩn thận nha, càng phải đặc biệt cẩn thận cho những cái tình huống xấu vào tháng 7 các anh chị nha. Chuẩn bị trước tinh thần này rồi chuẩn bị trước vốn này. Đấy, Nha, rồi chuẩn bị chốt lãi đi chẳng hạn như là vậy đó thì tuấn muốn nhắc nhở với các anh chị chúng ta à, chủ yếu là 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 là, là à, thông qua những cái gì mà mình đã từng trải qua rồi thì tuấn mới có thể tuấn dõng dạc tuấn nói và tuấn phân tích cho các anh chị chúng ta như vậy nha rồi hoặc là những cái đợt mà dòng cuối cùng mà nó tăng ấy là thường cũng là cái dòng dầu khí ấy. <laughs> thiệt luôn đó. thường mà cái dòng dầu khí mà nó tăng ấy là cũng là cái đoạn cuối 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 hoặc là cái đoạn mà chuẩn bị sắp có những cái cú mà nó chỉnh chỉnh đấy các anh chị đây nè à, đây khúc này tăng tốc lên cái nó chỉnh mạnh này đấy, BVS cũng tương tự vậy này đó thường thường là như vậy ha các anh chị ha thường thường là như vậy cái đoạn cuối mà thị trường tăng đó, là dòng dầu khí nó tăng dữ dội lắm đấy rồi sau đó là chỉnh cái là dòng dầu khí nó cũng đi bụi khá là nhiều cho nên là đợt này tuấn sẽ rút kinh nghiệm tuấn sẽ canh tuấn chốt rồi sau đó là tuấn mua lại sau ha sống dòng thì sống dòng chứ mà nó nó chỉnh 20 phần trăm thì cái đó tuấn cũng ráng lắm các anh chị 20 25 phần trăm là nhìn ví dụ như các anh chị ta đang lãi năm uh, uh, 50 phần trăm là khoảng tầm là trăm triệu đi ở các anh chị ta bị mất hai chục phần trăm cái thôi là chúng ta hả à, còn uh, cỡ có 600 triệu à, là lúc đó là xanh lè xanh lét cái mặt luôn ấy các anh chị à, nó cũng mệt lắm ấy chứ không phải đùa đâu nha nên là tùy thuộc vào cái cái phương pháp của các anh chị chúng ta thôi à, thì thấy nó, nó cảm thấy cái tinh thần của mình nó yếu quá mình không chịu nổi được những cái cú chỉnh mà 20 25 phần trăm của thị trường ấy thì thôi mình canh mình chạy ra ấy chứ đừng có để mà hả tới lúc mà nó chỉnh 15 20 phần trăm rồi mà lúc đó lại bán ra một cái thôi thì lúc đó lại ngay cái đáy nữa ha là lúc đó là mệt nữa đấy nhá tiếc hồi hụi luôn ấy nha rồi, cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và lắng nghe video ngày hôm nay. Nếu mà thấy hay và bổ ích ấy, thì các anh chị chúng ta hãy nhớ nhấn nút like cái video này cũng như là nhấn nút đăng ký kênh nếu mà các anh chị chúng ta lần đầu theo dõi nhé. Và cái số ID của em trên góc phải màn hình đó chính là à, 9844. Nếu mà các anh chị chúng ta có nhu cầu mở tài khoản VPS và nhận được những cái sự hướng dẫn và tư vấn của em và đồng hành cùng với Tuấn trong khoảng tầm là à 6 tháng cuối năm thì các anh chị chúng ta có thể là liên hệ với Tuấn nhé. Cảm ơn các anh chị chúng ta rất là nhiều và hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo